cộng đồng liên tục bóc phốt drama của Jikasin tố dự án airdrop không công bằng. Dòng tiền vào các quỹ ETF lõm liên tục. Mỹ vẫn giữ nguyên chính sách lãi suất của mình và điều đó sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay vì mình sẽ cập nhật những thông tin crypto và vĩ mô rất quan trọng. Chào mừng mọi người quay trở lại Crypto Weekly lên sóng vào tối thứ 6 hàng tuần và mình là Kiều Anh. Xin chào bạn, tuần vừa qua của bạn như thế nào? Rất vui được gặp lại bạn trong số Crypto Weekly ngày hôm nay. Tuần trước mới đăng video thị trường xanh thì ngay sau đó Bitcoin đã sập. Nói chung là cũng báo đời ghê. Có thời điểm cụ đã vòng về 65.000 đô khiến cho altcoin được gọi là đổ máu. Nhưng mà sự biến động của thị trường crypto thì có lẽ chúng ta cũng không còn lạ gì nữa rồi. Tuần trước đó thì tâm lý thị trường ở mức cực kỳ tham lam. Hiện tại cũng đã giảm bớt sau cú sụt hố của cụ Bit. Anh em rén cũng phải thôi khi mà altcoin rung lắc mạnh, đồng loạt chìm trong sắc đỏ, đa số là giảm trong khoảng từ 10 cho tới 20%, thậm chí là nhiều hơn. Mấy đồng hot hit, chen chủng meme cũng không tránh khỏi số phận đó. Mới ăn to nói lớn chưa được bao lâu thì thị trường đã giảm rồi. Thôi thì mình quay lại chế độ hướng nội vậy. Ai chửi mắng thì ta giả đi cơ. Sau nhiều ngày liên tiếp ghi nhận dòng tiền dương ấn tượng thì Bitcoin Spot ETF đã có những ngày âm. Fidelity, Grayscale, ARK Invest là những quỹ ghi nhận khối lượng bán nhiều nhất. Bên cạnh đó thì còn có một số cái tên khác. Nói tóm lại là tiền vào Bitcoin ETF tuần vừa rồi theo giang hồ gọi thì nó là hơi móm đấy. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho cụ Bit phải hắt hơi sổ mũi. Thời thế tạo anh hùng và đây là lúc mà các anh hùng hào kiệt thể hiện tinh thần của mình. Khi ảnh hưởng của tiền mã hóa ngày càng gia tăng thì ông Donald Trump đang dẫn trước ông Joe Biden trong các cuộc khảo sát mới nhất. Ông cũng tuyên bố rất hùng hồn rằng muốn số Bitcoin còn lại được khai thác tại Mỹ. Và được đà thì MicroStrategy cũng đang muốn bán thêm 500 triệu đô la trái phiếu để có thể múc thêm Bitcoin. Với giá mua trung bình là hơn 35.000 đô trên một BTC, danh mục đầu tư khổng lồ của MicroStrategy hiện trị giá gần 14,6 tỷ đô. Tạm ghi nhận mức lãi sướng sương đó là gần 7 tỷ đô. Lần gần nhất mà công ty này gom thêm Bitcoin là vào khoảng cuối tháng 4 năm nay, nâng tổng số nắm giữ lên hơn 214.000 Bitcoin. Đấy, anh em biết thị trường đỏ thì phải làm gì chưa? Cả vùng giá đang được là mua được hết, mua đi anh em, khỏi hỏi nữa, mua hết cho tôi. Và để giúp cho mọi người có thêm những công cụ để phân tích thị trường thì Napfoo Crypto vẫn đang tổ chức khóa học miễn phí, đó là phân tích kỹ thuật theo phương pháp Wyckoff. Miễn phí nhá, điều quan trọng nhắc lại hai lần. Bạn sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng về phương pháp vào group học hỏi và chia sẻ với 500 anh em đã theo học. Tuy miễn phí nhưng mà chất lượng nó phải gọi là hết nước chấm. Link đăng ký và ưu đãi giảm đến 20% phí giao dịch các sàn sẽ được mình ghim ở phần bình luận. Bạn nhớ click vào nhá. Tuần vừa qua chúng ta có một vài cái tên airdrop phát hành token và gây được sự chú ý. Nhưng chiếm sóng mạnh mẽ nhất phải kể đến Jikasin. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nhiều người cho rằng dự án này airdrop không công bằng, dẫn đến một làn sóng bóc phốt ở trên Twitter. Và thế là các thám tử lừng danh Conan đã soi ra được các ví không hề có giao dịch nhưng mà lại vẫn được airdrop. Trong khi đó thì người dùng thực sự lại bị cho là bot và không được thưởng. Nhiều dự án không hề rõ hoạt động trên Jikasin nhưng vẫn vớ đẫm cả triệu token như là AV, Lens Protocol hay là Etherfi. Trong khi đó thì Element, The Mail, Kyber và nhiều dự án khác hoạt động năng nổ thì lại móm và không có được phân bổ tí phần thưởng nào. Các cụ đã bảo rồi, cấm có sai, ghét nhau ghét cả đường đi lối về. Jikasin đang chơi chơi một bức ảnh như thế này, anh em đã tự chế caption và hiểu là bé nào là ó thì cút cho nó đẹp chết. Chịu áp lực rất lớn từ phía cộng đồng thì Jikasin đã phải lên tiếng lý giải vì sao lại có những người dùng đã làm full hết 7 tiêu chí nhưng mà vẫn thua người chỉ có một tiêu chí mà thôi. Bên cạnh đó thì họ cũng thẳng tay loại bỏ những cụm ví gian lận. Vì khá là dài cho nên là mình sẽ để link ở phần mô tả để mọi người theo dõi nha. Còn về những ví không có phát sinh giao dịch mà vẫn được nhận airdrop thì đó là những người đóng góp cho hệ sinh thái như là phát triển này, quảng bá hay là giáo dục. Tuy nhiên là đừng đùa với anh em tôi, cộng đồng có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với những thông tin này. Nhiều anh em được phát hiện là dù không có ăn ớt nhưng mà vẫn cảm thấy rất là hay. Sau đây thì team chuyên airdrop của Napfoo Crypto xin được chia sẻ với mọi người những tips để có thể gia tăng khả năng nhận thưởng và tránh đi vào vết xe đổ như sau. Thứ nhất, nếu bạn là một nhà đầu tư bình thường thì chúng mình khuyến nghị đó là bạn không nên cố gắng cheat nhiều ví. Đặc biệt là những ví mới không có hoạt động ở các chain khác ngoài Jikasin.
cuộc chiến airdrop ngày càng trở nên khốc liệt. Vì vậy, chúng ta nên dùng và nuôi ví như là một người dùng thật, tham gia đầy đủ các hoạt động trong và ngoài dự án. Trào lưu airdrop chéo theo combo hiện nay vẫn đang là một xu hướng. Ví dụ đi, được airdrop Dragon thì bạn cũng sẽ được e luôn cả GKSIN, hay là airdrop của Arbitrum và Optimism thì cũng nhận luôn của Celestia. Gần đây cũng có màn airdrop chéo giữa IO và Ether. Thứ hai, đó là hãy hoạt động ví đều đặn mỗi tháng, không nên làm thời gian đầu rồi bỏ nhá. Mà tốt nhất ấy thì cứ là nên hoạt động hàng tuần cho nó chắc. Thứ ba, đó là nếu như có thể thì bạn hãy bắt đầu theo dõi dự án từ những ngày đầu tiên. GK Lite chính là ví dụ rõ ràng nhất. Dự án đã airdrop cho những người hoạt động ngay từ những ngày đầu, khi mà GKSIN Aero còn chưa ra mắt vào tháng 4 năm 2023. Thứ tư, đó là có thể ưu tiên các dự án tính điểm airdrop một cách rõ ràng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên kỳ vọng quá nhiều. Và đây chính là bài học quan trọng nhất. Làm cộng đồng thì 5 phút crypto từng chứng kiến không ít trường hợp đã all in tất cả tiền để cày airdrop và cúng phí cho dự án. Kết quả thì đây, dự án có thể loại bạn thẳng tay dù bạn đã làm hết các tiêu chí rồi. Mình cày airdrop cho dự án thì gần như dự án là cha là mẹ rồi. Có e hay không, quyền sinh sát nằm hết trong tay dự án. Vì vậy, ngoài airdrop thì chúng ta cũng nên tìm hiểu và có kiến thức về những mảng khác ở trong thị trường nữa. Tuần qua thì chúng ta đón nhận một chỉ số quan trọng, đó là lạm phát Mỹ. Lạm phát tiêu dùng CPI tháng 5 của Mỹ đã tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, chậm lại từ mức 3,4% trong tháng 4. Trong khi đó thì CPI lõi, tức là không tính giá năng lượng và thực phẩm, thì tăng 3,4% so với cùng kỳ, đã giảm tốc so với mức tăng 3,6% của tháng 4. Fed vẫn quyết định giữ nguyên lãi suất trong khoảng từ 5,25 cho tới 5,5%. Đây cũng là lần thứ 7 liên tiếp kể từ cuộc họp vào tháng 9 năm 2023. Và vẫn với những thông tin quen thuộc, cơ quan này cho biết lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Tóm lại là Fed đã diều hâu hơn về lãi suất so với cuộc họp hồi tháng 3 rất là nhiều. Tuy nhiên là điều này cũng không quá bất ngờ. Trong khi đó thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần giảm lãi suất điều hành trong năm qua. Điều đó trái ngược với xu hướng tăng lãi suất của Fed. Và gần đây, trước những áp lực liên quan đến lạm phát, tỷ giá, lãi suất đã được điều chỉnh tăng để có thể phù hợp hơn với thị trường. Đang nói có một thông tin cần chú ý, đó là cán cân thương mại của Việt Nam vào tháng 5 đã thâm hụt 1 tỷ đô. Cụ thể, chúng ta xuất khẩu 32,8 tỷ đô, nhưng nhập khẩu đến 33,81 tỷ đô. Trong khi đó, thì doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và chật vật trong bài toán phục hồi sau Covid. Thị trường đã có thêm nhiều biến số như là lạm phát vọt tăng, tỷ giá tăng cao và lãi suất cũng rục rịch tăng trở lại. Nếu như lãi suất tăng mà lạm phát cũng tăng, trong khi nền kinh tế lại tăng trưởng kém, thì đó sẽ thực sự là một kịch bản vô cùng đau đầu. Thực tế thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là trong thời điểm hỗn loạn như thế này. Hãy bình tâm để chúng ta cùng nhau quan sát nhé. Cuối cùng mình xin được cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để theo dõi video này. Đừng quên những ưu đãi giảm 20% phí giao dịch và group học phương pháp quay cọc miễn phí ở phần bình luận nhé. Chúc cho bình an, hạnh phúc và tất cả những điều tốt đẹp sẽ luôn ở bên trong bạn. Yêu quý bạn. Xin chào. Ở trong thị trường này, Bitcoin giảm một cái là nhiều anh em tự nhiên cảm thấy muốn chữa lành ngang. Và thông điệp chữa lành dành cho anh em trong ngày hôm nay đó là bình an. Bình an không đến từ việc kiểm soát được mọi thứ theo ý mình, mà đến từ việc ngày càng nhận ra mình không thực sự kiểm soát được điều gì cả. Trích trong suốt.